Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã đồng hành cùng Lịch ngày tốt trong suốt thời gian qua. Hy vọng Lịch ngày tốt sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý anh chị và các bạn trong thời gian tới. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ 3 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp để đón lành tránh dữ cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 21 tháng 3 năm 2023, tức ngày 30 tháng 2 âm lịch, ngày Mậu Dần, trực, bế, xấu mọi việc, trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Tuổi xung ngày, canh thân, giáp thân. Tuổi hợp trong ngày, ngày Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Giờ hoàng đạo, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ. Hướng tốt xuất hành, hướng đông nam, hướng bắc. Xem tử vi hàng ngày dự báo tuổi tiền về ngập kết trong ngày thứ ba này, tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời các bạn cùng Lịch ngày tốt xem tử vi ngày 21 tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý. Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày mới khá ổn định, các mối quan hệ hài hòa giúp ích rất nhiều cho bản mệnh khi làm việc theo nhóm hay tập thể. Bản mệnh tự tin, chủ động và tích cực làm việc thì mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Chính tài xuất hiện, tuổi Tý còn có tin vui về phương diện tài lộc, việc làm ăn vượng phát, công việc thăng tiến nên tiền gia tăng. Bản mệnh sẽ có một ngày suôn sẻ, hành thông như ý. Ngày thủy sinh mộc, tình cảm thăng hoa giúp bạn và người ấy có những phút giây lãng mạn bên nhau. Cả hai luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ đối phương trong mọi vấn đề. Nhờ vậy sẽ ngày một hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, công việc ổn định, các mối quan hệ hài hòa. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, được cấp trên để mắt tới. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, có tin vui về phương diện tài lộc, việc làm ăn vượng phát. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, mọi việc suôn sẻ, hành thông. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, tình cảm thăng hoa, đôi lứa có những phút giây lãng mạn bên nhau. Con số may mắn, 6, 8, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Tử vi tuổi Sửu. Tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi nhiều vấn đề rắc rối xảy ra, khiến bạn không xoay sở kịp. Con giáp này cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định gì, đặc biệt trong công việc, không nên hành động theo cảm tính, kẻo hậu quả để lại rất nghiêm trọng. Kiếp tài án ngữ trong vận trình ngày mới của bản mệnh còn là điềm báo mất tiền, hao tài, tốn của. Bản mệnh có phần liều lĩnh nên sẽ đưa ra những quyết định khiến cho số tiền mà mình vất vả kiếm được có thể bay biến bất cứ lúc nào. Thổ mộc xung khắc còn khiến chuyện tình cảm không như ý, vì bản mệnh và đối phương còn nhiều vấn đề bất đồng quan điểm nhưng chưa tìm được cách giải quyết dứt điểm. Mối quan hệ có phần chững lại, không tiến triển được. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, gặp nhiều khó khăn, trở ngại khi nhiều vấn đề rắc rối xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, chớ hành động cảm tính. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, có điểm báo mất tiền, hao tài tốn của, chớ nên liều lĩnh. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, cần phải tỉnh táo để không khiến sự việc đi quá xa. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, đôi lứa còn nhiều vấn đề bất đồng quan điểm. Con số may mắn, 2, 3, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần. Tuổi Dần được nhắc nhở nên cẩn thận trong mọi việc vào ngày có hung tinh thiên quan tác động như hôm nay. Đặc biệt, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn bất cứ điều gì liên quan tới người khác. May mắn về tài lộc cũng chưa có, nên bạn chớ nên vội vàng. Nếu người tuổi này đang có ý định mở rộng kinh doanh hay chuyển đổi sang phương thức mới, thì nên cân nhắc kỹ để không tự đẩy bản thân vào thế khó.
Do không được ngũ hành ủng hộ nên đường tình duyên của những chú hổ trong ngày hôm nay sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Có thể bạn sẽ đánh mất tình cảm vốn tốt đẹp nếu không biết trân trọng và giữ gìn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy nên thận trọng trong mọi việc, suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa chớ nói năng vô tình, kẻo rước thị phi vào người. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ may mắn về tài lộc cũng chưa có đâu nên chớ nên vội vàng. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc việc kinh doanh nên cân nhắc kỹ càng. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim có thể đánh mất tình cảm nếu không biết trân trọng và giữ gìn. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Mão, người tuổi Mão có một ngày vượng công danh nhờ chính quan tương trợ. Sự nghiệp hanh thông, với những gì bạn đã thể hiện thì rất có khả năng sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới. Tất nhiên, trong quá trình làm việc vẫn có những khó khăn xảy ra. Sự thay đổi về vị trí chắc chắn không dễ dàng gì, nhưng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Bạn sẽ sớm thích nghi được, làm chủ tình hình và có cách giải quyết ổn thỏa. Vì ngũ hành mộc vượng nên sức khỏe của tuổi Mão không tốt lắm. Triệu chứng dễ gặp là mệt mỏi, đau đầu, kém ăn, ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng tập trung làm việc. Tốt hơn hết, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, đừng ôm đồm quá nhiều việc, kẻo kiệt sức thì tình hình sẽ ngày càng tệ hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, sự nghiệp hanh thông có khả năng sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, gây ấn tượng nhờ cách làm việc tự tin, chắc chắn, có trách nhiệm. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, chuẩn bị đương đầu với thách thức mới ở một chức vị mới. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, làm chủ tình hình và có cách giải quyết ổn thỏa. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, sức khỏe sa sút, ảnh hưởng tới khả năng tập trung làm việc. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, tỷ kiên tác động. Hôm nay, người tuổi Thìn có thể đưa ra nhiều những sáng kiến tuyệt vời và phù hợp với công việc hiện tại, khiến mọi người xung quanh ai cũng phải trầm trồ, ngưỡng mộ, nể phục. Hơn nữa, tinh thần cầu tiến và đam mê học hỏi của những chú rồng đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người xung quanh. Con giáp này xứng đáng nhận được những gì mà đã tốn công sức trong thời gian qua. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến đôi lứa tranh cãi liên miên vì những vấn đề lặp đi lặp lại. Đừng bào mòn sức kiên nhẫn của cả hai và phá hỏng mối quan hệ này. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, đưa ra nhiều những sáng kiến phù hợp với công việc hiện tại. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, có khả năng khiến mọi người trầm trồ, ngưỡng mộ, nể phục. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, có thêm nhiều cơ hội thăng tiến và tăng lương trong tương lai. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, được khen ngợi về tinh thần cầu tiến và đam mê học hỏi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, phương diện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, ngày dần Tỵ tương hại, người tuổi Tỵ trở nên nóng nảy và dễ thể hiện cảm xúc bất ổn của mình ra bên ngoài. Bạn có xu hướng áp đặt suy nghĩ lên người khác, không chấp nhận những ý kiến trái chiều. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý đến vấn đề liên quan đến tài chính trong ngày hôm nay. Rất có thể rắc rối này phát sinh từ chính những sai lầm của chính bạn. Đây là lúc bản mệnh cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết khi cần phải đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Bù lại, mộc sinh hỏa, giúp đôi lứa ngày càng tin tưởng và tình yêu dành cho nhau. Mặc cho bao nhiêu khó khăn cũng không thể khiến bản mệnh và người ấy lùi bước. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, trở nên nóng nảy, thể hiện cảm xúc bất ổn của mình ra bên ngoài. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, có xu hướng áp đặt suy nghĩ lên người khác, gây ra căng thẳng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, chú ý đến vấn đề liên quan đến tài chính, chớ nên chủ quan. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, cần phải đưa ra những quyết định nhanh chóng và chính xác. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, đôi lứa ngày càng tin tưởng hơn và tình yêu dành cho nhau. Con số may mắn 1, 4, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ,
Tam hợp cục độ mệnh, người tuổi Ngọ vượng vận quý nhân, đi đâu hay làm gì cũng có người tận tình chỉ bảo, giúp đỡ. Các mối quan hệ xã giao cũng thêm phần rộng mở, thậm chí có những người không thân quen cũng sẵn sàng hỗ trợ khi con giáp này gặp khó khăn. Về phương diện tài lộc cũng không có điểm gì phàn nàn, chỉ cần người tuổi Ngọ có thể giữ được các mối quan hệ tốt đẹp, sẽ giúp làm việc hiệu quả hơn, kiếm tiền dễ dàng, thoải mái hơn. Bản mệnh nên tận dụng những lúc được quý nhân tương trợ để tìm vận may cho mình, phát triển trong thời gian này sẽ có lợi ích hơn. Ngũ hành tương sinh giúp nhân duyên khởi sắc. Những người đã có gia đình có thể yên tâm với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bản mệnh và nửa kia luôn tôn trọng đối phương trong mọi quyết định lớn nhỏ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, vượng vận quý nhân, làm gì cũng có người tận tình chỉ bảo. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, các mối quan hệ xã giao thêm phần rộng mở. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, phương diện tài lộc không có điểm gì phàn nàn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, làm việc hiệu quả hơn, kiếm tiền dễ dàng, thoải mái hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, nhân duyên khởi sắc, hôn nhân hạnh phúc. Con số may mắn 1, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Tuất, Dần, Mùi. Tử vi tuổi Mùi, thứ ba này tuổi Mùi có hung vận khá lớn, đặc biệt ở phương diện tài lộc do kiếp tài án ngữ. Ngày này không thích hợp để tiến hành các ý định kinh doanh đầu tư vì có khả năng thất bại nhiều hơn. Sự nghiệp cũng có dấu hiệu chững lại vì chủ quan, thiếu tập trung nên hiệu quả làm việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay sẽ bị giảm sút rõ rệt. Những nhiệm vụ quen thuộc cũng khiến bạn tốn thời gian nhiều hơn để giải quyết vì đầu óc ở trên mây. Thổ mộc xung khắc có thể là nguyên nhân khiến các cặp đôi không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Vấn đề chưa thể hòa giải được dẫn đến tình cảm rạn nứt, đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, không thích hợp để tiến hành các ý định kinh doanh đầu tư. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, nên nhờ đến sự tư vấn và giúp đỡ của những người có kinh nghiệm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, sự nghiệp có dấu hiệu chững lại vì chủ quan, thiếu tập trung. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tốn nhiều thời gian để giải quyết công việc, hiệu suất sa sút. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, các cặp đôi không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Thân, ngày Thân Dần tương xung, người tuổi Thân có thể đối mặt với hung vận khá lớn, công việc gặp rắc rối khiến con giáp này phải đau đầu tìm cách giải quyết, khắc phục hậu quả. Với người làm ăn kinh doanh, sức cạnh tranh trong thời gian này khá lớn, đối thủ liên tục dở mọi chiêu trò ra để tạo ra lợi thế, hòng vượt qua bạn. Nếu bạn không có chiến lược gì để thay đổi tình hình trong thời gian tới, e rằng sẽ rất dễ bị đối thủ vượt mặt, đánh mất lợi thế trên thị trường và cũng khó giữ chân được khách hàng. Công việc bận rộn và nhiều áp lực cũng chiếm nhiều thời gian của Thân, khiến vận trình tình cảm của bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh không còn đủ thời gian để chăm sóc cho bản thân hay một nửa của mình. Đó chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ xuất hiện rạn nứt. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, đối mặt với hung vận lớn, công việc xuất hiện rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, đau đầu tìm cách giải quyết, khắc phục hậu quả công việc. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, phải chịu hậu quả liên đới từ những việc mình không gây ra. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, sức cạnh tranh trong kinh doanh quá lớn, cần phải đổi mới. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, mối quan hệ rạn nứt do thiếu thời gian quan tâm tới nhau. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thương quan nhập cục, người tuổi Dậu cần tập trung tối đa vào nhiệm vụ phát sinh trong ngày. Cấp trên sẽ thông qua đó cũng sẽ đánh giá năng lực và thái độ làm việc của bạn. Phương diện tài lộc không may mắn cho lắm, không phải là con giáp này không kiếm ra tiền, mà tiền về tay chưa được bao lâu lại phát sinh việc cần phải rút hầu bao ra ngay. Bản mệnh cũng cần phải chú ý đến các khoản chi tiêu, mua sắm để tình trạng không trở nên nghiêm trọng. Vận trình tình cảm cũng nhiều thăng trầm, con giáp này phải đối mặt với không ít nỗi buồn, lo lắng và căng thẳng khi ngày càng nhận ra giữa mình và người ấy còn nhiều khúc mắc chưa thể vượt qua. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, cần tập trung tối đa vào nhiệm vụ phát sinh trong ngày. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, lúc này không được nhởn nhơ hay làm việc một cách hời hợt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, sẵn sàng mỗi khi cấp trên đánh giá năng lực và thái độ làm việc. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc,
tiền tới tay chưa được bao lâu lại phát sinh việc cần phải dùng tới. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, vận trình tình cảm nhiều thăng trầm, nhiều nỗi buồn lo lắng. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tị, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, nhờ có tam hợp thái tuế hậu thuẫn, sự nghiệp của người tuổi Tuất rất tốt, bản mệnh thông minh nhanh nhẹn, làm việc có đầu có cuối nên giải quyết mọi nhiệm vụ trong ngày hôm nay rất ổn thỏa, không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cố chấp quá nên không chịu lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác nên gây ra ấn tượng cứng nhắc. Nếu có thể sớm khắc phục được những nhược điểm này, biết học hỏi và sống cởi mở hơn thì sự nghiệp của Tuất sẽ còn tiến triển xa hơn nữa. Tuy nhiên, đường nhân duyên không thuận lợi cho lắm. Mối quan hệ của tuổi này với nửa kia khá lạnh nhạt và ít gần gũi nhau. Những cuộc trò chuyện của đôi bên dễ rơi vào bế tắc. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, giải quyết mọi nhiệm vụ ổn thỏa, không gặp bất kỳ trở ngại gì. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, đưa ra những ý tưởng mới hay ho, có thể áp dụng vào công việc. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, để lại ấn tượng cứng nhắc khi không chịu lắng nghe ý kiến đóng góp. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, sự nghiệp tiến triển xa nếu có thể học hỏi và sống cởi mở hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, nhân duyên ảm đạm, mối quan hệ với nửa kia rơi vào bế tắc. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi, cục diện lục hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Hợi báo hiệu bạn có thể sẽ gặp nhiều may mắn, mọi khó khăn đều vượt qua dễ dàng mà không bị vướng mắc. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bản mệnh vẫn tìm được hướng giải quyết thỏa đáng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công việc suôn sẻ, theo đó tài lộc cũng khởi phát. Việc làm ăn có lộc, khách hàng tự tìm đến hoặc quay lại hợp tác. Có những khoản bạn không hề nghĩ tới nhưng lại tự động rơi vào túi của bạn hoặc được người khác giới thiệu cho cơ hội kiếm tiền nên chẳng phải vất vả lắm mà vẫn thu được lợi. Chẳng những vậy, đường nhân duyên trong ngày hôm nay rất vượng, bản mệnh vốn hoạt bát, giỏi xã giao, lại phong lưu nên có nhiều người khác phái chú ý. Nếu đã có đôi, bạn đừng quên tạo ra sự mới mẻ và lãng mạn trong mối quan hệ của mình bằng những bữa ăn tối đầm ấm bên nhau. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, có thể gặp nhiều may mắn, mọi khó khăn đều vượt qua dễ dàng. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, tìm được hướng giải quyết thỏa đáng, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, uy tín được nâng cao, làm gì cũng được tin tưởng, tín nhiệm. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, công việc suôn sẻ, theo đó tài lộc cũng khởi phát. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nhân duyên vượng, được nhiều người khác phái để ý. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Đánh giá tử vi ngày 21 tháng 3 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tý, Ngọ, Hợi. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Sửu, Dần, Mùi. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt, chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!